Chào mừng các bạn đến với kênh Lịch sử 5 phút mỗi ngày. Video này sẽ giới thiệu với các bạn về sự tích chùa Yên Tử và truyền thuyết về Trần Nhân Tông. Giới thiệu về núi Yên Tử. Núi Yên Tử là một ngọn núi đẹp nổi tiếng ở nước ta với những con suối trong vắt, lững lờ như vải lụa uốn quanh những rừng trúc, rừng tùng xanh bạt ngàn. Thấp thoáng ẩn hiện là những ngọn tháp và đền chùa cổ kính. Nơi đây xưa kia là kinh đô Phật giáo với phái thiền Trúc Lâm nổi tiếng mà người sáng lập là một anh hùng dân tộc, vua Trần Nhân Tông, 1258 đến 1308. Yên Tử là ngọn núi cao nhất nằm ở phía tây bắc thị xã Uông Bí thuộc tỉnh Quảng Ninh, cách trung tâm thị xã 17 km. Đứng ở độ cao 1068m trên đỉnh núi, ta có thể bao quát cả vùng đông bắc rộng lớn với những đảo nhỏ thấp thoáng trong vịnh Hạ Long như một bức tranh. Xa xa là dòng sông Bạch Đằng cuộn sóng. Giới thiệu về sự tích Yên Tử. Tục truyền xưa kia, vua Trần Nhân Tông nhường ngôi lại cho con trai là Trần Anh Tông rồi tìm đến cõi Phật. Rất nhiều cung tần và mỹ nữ đã đi theo và khuyên ông trở về nhưng không được nên họ lao mình xuống suối Tự Vẫn. Vua Nhân Tông thương cảm cho họ nên lập một ngôi chùa siêu độ để giải oan. Từ đó chùa và con suối mang tên là Giải Oan Cốc. Chùa được trùng tu nhiều lần, ẩn mình trong những lùm cây soi bóng xuống suối trong uốn quanh trước mặt. Từ Giải Oan Cốc leo ngược mỗi lúc một cao và khó đi. Ven đường là hàng tùng cổ khoảng 700 đến 800 năm tuổi, thân rất to rắn chắc, đến dốc voi phục. Tục truyền xưa kia vua Trần Anh Tông lên thăm chùa Hoa Yên, nơi tu hành của Trần Nhân Tông, đều phải xuống kiệu leo bộ lên chùa. Bên cạnh dốc voi phục là hòn ngọc, qua hòn ngọc đến cụm tháp Huệ Quang là tháp của Ngự Giác Hoàng Trúc Lâm, Trần Nhân Tông. Tháp có 6 tầng, cao 10 mét làm bằng đá. Tầng thứ 2 của tháp đặt tượng thờ Trần Nhân Tông được coi là tác phẩm điêu khắc có giá trị nhất ngày nay, được làm bằng đá cẩm thạch, chạm trổ rất đẹp. Quan khách hành hương đi theo một lối được lót bằng gạch cổ, phia trên mặt trang trí hình hoa cúc, điển hình cho gạch đời Trần. Lối lên chùa đá được ghép thành bậc, cuối đường là thềm chùa Vân Yên, sau này đổi thành Hoa Yên. Nhân dân vùng vẫn gọi cái tên xa xưa là chùa Yên Tử. Trước chùa là cây đa già cỗi, khẳng khiu. Phía sau chùa Hoa Yên du khách có thể ghé thăm vết tích của chùa Phổ Đà. Từ chùa Hoa Yên men theo sườn núi tới Am Thiền Định được coi là nơi vua Nhân Tông ngồi thiền khi xưa. Đi tiếp đến chùa Vân Tiêu cách xa chân núi 4.000 mét. Được coi là ranh giới giữa cõi trần và cõi tiên. Từ đây càng lên cao càng mát, nhìn xuống dưới chỉ thấy màu xanh ngắt của rừng cây trùng trùng điệp điệp. Leo cao nữa là đoạn đường khó đi, được coi là quãng đường gian nan nhất khi du khách hành hương đến cõi Phật. Dốc đá dựng đứng treo leo bên vực thẳm. Qua cổng trời lên đỉnh núi không xa nhưng khó đi và độ cao khoảng 1068m. Cửa núi được đặt ở gần một tảng đá phẳng lớn. Trên đó có một ngôi chùa bằng đồng cổ kính tên là Thiên Trúc Tự, chùa Đồng. Đứng ở đỉnh núi sẽ thấy những đám mây trắng bồng bềnh như suối vờn quanh, hơi nước ngưng lại trên da, tóc thành những giọt sương trong mát lạnh. Không khí trong lành làm cho du khách cảm thấy tiêu tan mọi mệt nhọc, nhẹ nhàng và thanh thản, khó diễn tả được thành lời. Sau quãng đường đầy gian nan, hành bộ tìm đến nơi này. Chùa Đồng Yên Tử ở đâu? Chùa Đồng Yên Tử nằm trong quần thể Trúc Lâm Yên Tử, tọa lạc trên đỉnh Yên Sơn với độ cao 1068m so với mực nước biển. Địa hình trên đỉnh Yên Sơn khá hiểm trở. Đây chính là ranh giới giữa tỉnh Bắc Giang và Quảng Ninh. Chùa Đồng nằm trên độ cao lý tưởng kết hợp với vị trí hội tụ linh khí của núi Yên Tử nên ở đây luôn có mây vần gió cuộn. Chùa Đồng đã được ghi nhận kỷ lục là ngôi chùa làm bằng đồng lớn nhất ở Việt Nam. Để tiến tới một kỷ lục lớn hơn là ngôi chùa nằm trên đỉnh núi làm bằng đồng lớn nhất châu Á thì rất nhiều thợ đã phải ròng rã làm những công đoạn rất vất vả trong lịch sử của ngành xây dựng. Không chỉ đạt được giá trị về kiến trúc mà đây còn là một ngôi chùa linh thiêng hàng đầu non nước Yên Tử cũng như trên cả nước. Hàng năm, chùa Đồng Yên Tử đón hàng triệu lượt du khách thập phương tới hành hương, tế lễ. Giới thiệu về lịch sử xây dựng chùa Đồng. Chùa Đồng Yên Tử chính thức được xây dựng vào thời Hậu Lê thế kỷ 17 do bà Phi của chú Trịnh phụ trách. Ở giai đoạn này thì chùa mới chỉ là một khám nhỏ đến nỗi một người cũng không lọt qua.
Đến năm Canh Thân 1740, có một cơn bão lớn khiến mái chùa bật ra, vì thế mà kẻ gian lợi dụng dỡ phần mái còn lại. Đến năm 1930, người xưa kể có bà Bùi Thị Mỹ đến từ chùa Long Hoa đã tiến hành tái tạo lại chùa bằng bê tông cốt đồng. Trải qua nhiều lần tái tạo và nhận thấy giá trị tâm linh độc đáo thì vào năm 2005, Ủy ban Nhân dân Quảng Ninh đã phê duyệt dự án tôn tạo, phục dựng lại chùa đồng. Công trình đã được hoàn thành vào tháng 1 năm 2007 và ghi nhận được nhiều kỷ lục. Giới thiệu về sự tích về chùa Đồng Yên Tử. Chùa Đồng có tên chữ là Thiên Trúc Tự, mang ý nghĩa là đất nước của Phật Tổ Như Lai và ý chỉ vị trí vô thượng nằm trên đỉnh núi Yên Tử. Tương truyền rằng ở trên đỉnh Yên Sơn có đặt chùa Đồng, trước kia thường được gọi là núi Thiêng. Đây là nơi hô phong hoán vũ, cầu mưa trên đỉnh Yên Tử. Vì thế mà theo nhận thức của nhiều người xưa thì chùa Đồng Yên Tử là nơi mà con người đến để cầu viện sinh lực vũ trụ cho cuộc đời. Điều này chỉ xảy ra ở vùng đất sở hữu những điều kiện được hội tụ dòng chảy linh thiêng của vạn vật đất trời. Có lẽ bởi vậy mà chùa Đồng đã trở thành nơi mà các tín đồ Phật tử đặt trọn niềm tin vào sự linh thiêng cho mỗi lần đến thăm, với mong muốn nhập nguồn linh khí linh thiêng đó. Chùa Đồng thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, tuy nhiên chuông đồng và đồ thờ bằng đồng được xây dựng thời đó hiện tại đã bị thất lạc. Ngôi chùa này cũng là nơi ngự trị của Phật Tổ Việt Nam, nơi thờ vong Phật Tổ Như Lai của nước Thiên Trúc, tiền kiếp của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Đứng ở chùa Đồng, bạn sẽ cảm nhận được sự linh thiêng lan tỏa khắp mọi nơi, khiến tâm hồn được cột rửa với mùi thơm dịu mát của mây trời, cỏ cây đất Phật. Các bạn thấy video này hữu ích hãy like và comment nhé, đặc biệt là hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh Lịch Sử 5 phút mỗi ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.